Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày mùng 9 tháng 9 2022. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 80. Có một công đoạn chư tổ sư nhắc về các pháp đều thù thắng, nhưng để phù hợp căn cơ thì chúng ta nên chọn pháp môn niệm Phật. Nên các ngài nói rằng là các hạnh vãng sanh niệm Phật là đệ nhất. Các pháp ngoài tịnh độ tuy cũng là thâm diệu, nhưng thời điểm và căn cơ chẳng tương ứng. Tịnh độ môn hình như là nông cạn, nhưng thời điểm và căn cơ đều tương ứng. Rất là phù hợp quý vị. 84.000 pháp môn mà Đức Thế Tôn đã đưa ra thì pháp nào cũng thâm diệu, nhưng thời điểm và căn cơ không có tương ứng với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Tịnh độ thì giống như nông cạn, nhưng thời điểm và căn cơ lại tương ứng. Bây giờ chúng ta là người niệm Phật, quý vị bình tĩnh suy nghĩ đi. Một câu Phật hiệu này, mình làm việc không trở ngại niệm Phật, niệm Phật không trở ngại làm việc. Đây là lời Đại Lão Hòa Thượng Hải Hiền hay dạy. Thì giờ làm việc gì chúng ta cũng có thể niệm Phật được. Thí dụ như bất cứ mình đi đâu mình cũng đeo cái máy niệm Phật này, là một phương pháp để hỗ trợ mình tu vô cùng đặc biệt xứng đáng, trong mỗi lúc mỗi nơi để hỗ trợ mình tu. Rồi mình làm việc gì mình làm những cái miệng mình A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đi đứng nằm ngồi niệm A Di Đà Phật là đặc biệt nhất, tiện nhất, nhẹ nhàng. Thì mỗi lúc mỗi nơi đều niệm Phật được. Nên thời điểm nào cũng niệm được. Và căn tính con người chúng ta bây giờ thì Đức Phật đã chỉ điểm là thời mạt pháp niệm Phật thành tựu. Đức Phật đã chỉ điểm thời mạt pháp niệm Phật thành tựu. Vậy thì nếu như tu ngoài tịnh độ thì là mạt pháp, nếu như mà tu tịnh độ thì là chánh pháp. Tại vì Đức Phật chỉ điểm là niệm Phật thì thành tựu. Thì nếu như chúng ta trong cái thời cuộc này mà tu tịnh độ thì là chúng ta đang sống trong thời mạt pháp, nhưng chúng ta đang hành trì cái pháp mà Đức Phật chỉ gọi là chánh pháp. Không phải tu tịnh độ thì là mạt pháp, tu tịnh độ thì là chánh pháp. Thời của Đức Phật còn tại thế mà tu tịnh độ thì cũng là chánh pháp, mà thờ tượng pháp mà tu tịnh độ cũng là chánh pháp, mà thờ mạt pháp tu tịnh độ thì càng là chánh pháp. Quý vị coi cái pháp môn tịnh độ này phù hợp trong mỗi thời cuộc luôn. Thờ Đức Phật còn tại thế, người trì giới cũng là trong chánh pháp.
1000 năm sau thì thiền định thì trong chánh pháp. Và thờ mạt pháp niệm Phật là chánh pháp. Pháp môn niệm Phật á, thì trong ba thời cuộc đều là chánh pháp. Nhưng mà trì giới và thiền định thì theo căn cơ. Còn pháp môn tịnh độ thì thời cuộc nào cũng phù hợp căn cơ. Từ bậc thượng, bậc trung, bậc hạ. Nên mới nói rằng là tam căn phổ độ, phàm thánh tề thâu. Chúng ta gặp được một cái phương pháp tu dễ tu, tiện tu, mọi lúc mọi nơi đều tu được, vậy thì đúng là quá đặc biệt. Cũng vì pháp môn tịnh độ này cực kỳ đơn giản nên có nhiều người lại nghĩ đơn giản như vậy nên không chịu tu. Nên Đức Phật trong Kinh Vô Lượng Thọ nói rằng người phải đầy đủ thiện căn phước báo nhân duyên mới tin pháp môn tịnh độ này. Pháp môn tịnh độ này đi vào từ lòng tin, từ phước báo nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp đã tu rồi, bây giờ gặp lại là tin liền, nghe người dạy là tin liền. Nên tất cả những người mà nghe pháp môn tịnh độ mà thích, nghe tịnh độ mà tin, đây là người đại thiện căn phước báo nhân duyên. Trong kinh Đức Phật nêu lên rằng là không thể nào dùng một chút xíu thiện căn phước báo nhân duyên mà sanh về nước Cực Lạc được. Vì người như thế nào là người đầy đủ thiện căn phước báo nhân duyên? Là người tín nguyện niệm Phật. Người tín nguyện niệm Phật là người đầy đủ thiện căn phước báo nhân duyên để sanh về nước kia là nước Cực Lạc. Chúng ta mỗi ngày tán thán tịnh độ như vậy thì cái người tu tịnh độ chúng ta mỗi ngày được bổ túc như vậy thì tức khắc cái tính tâm tính nguyện cứ tăng lên, tăng lên, tăng lên, tăng lên. Tại vì mình tán thán ngay cái môn mình tu mà rất phù hợp với việc có sự dẫn dắt từ kinh, dẫn dắt từ lời chư tổ. Phải nhớ rằng pháp môn tịnh độ này trong thời Đức Phật còn tại thế cũng là chánh pháp. Qua 1000 năm sau thời tượng pháp thì tịnh độ này dẫn chánh pháp. Thời mạt pháp thì càng là chánh pháp. Nhưng trì giới thì thời Đức Phật còn tại thế là chánh pháp. Qua 1000 năm sau thì Đức Phật nói thiền định. Thờ tượng pháp thì thiền định là chánh pháp. Vì sao nói thờ này là thờ mạt pháp? Tất cả những người tu từ trì giới cho tới thiền định thì không thể nào đạt được cái khả năng một đời này giải thoát. Đã là cái pháp dùng mà không được thành tựu thì gọi là mạt pháp. Nên trong thời cuộc này nói về trì giới và nói về thiền định thì tu thì cứ tu, nhưng mà để nói một đời này mà thành tựu được con đường giải thoát thì chắc chắn là không có người nào hết. Nên mới nói là mạt pháp. Đức Phật mới nêu lên rằng thờ mạt pháp nhiều người tu hành, Ngài nói ức ức người tu hành đó, nhưng không có một người nào thành tựu. Không có một người nào thành tựu là họ tu ngoài tịnh độ thì không có một người nào đạt được khả năng thành tựu, vì đó là pháp tự lực. Họ gầy dựng ngay cái pháp tự lực dù có cố gắng cả đời cũng không thành tựu. Nên Đức Phật đã nói rằng là không có một người nào thành tựu, duy chỉ có một người nào tin tịnh độ. Những người nào tin tịnh độ, tín nguyện niệm Phật cả đời thì nhất định được thành tựu. Nên chúng ta mới nói rằng thời cuộc này mà người tu tịnh độ là cũng đang trong thời cuộc chánh pháp. Nên tất cả chúng ta tu pháp môn tịnh độ phải gầy dựng tín tâm tín nguyện cho cực kỳ cao. Còn ai có duyên người ta tu môn nào, cái chuyện của người ta kệ người ta. Còn mình tu tịnh độ, mình có quyền tán thán tịnh độ, cũng điều pháp của Phật thôi. Cũng điều pháp của Phật, cũng điều là phương pháp mà Đức Phật chỉ dạy thôi. Nhưng mà Đức Phật lại chỉ điểm là Đức Phật muốn cho chúng ta được thành tựu, muốn cho chúng sanh được thành tựu. Chứ pháp thì toàn là pháp của Phật không à.
pháp nào cũng là pháp giải thoát. Cũng như công đoạn này nêu lên rằng là các pháp đều là thâm diệu, nhưng thời điểm và căn cơ chẳng tương ứng. Bây giờ quý vị tụng kinh trì chú, đi ngoài đường quý vị dễ làm không? Khó. Người mù dễ làm không? Khó. Người ngậm nghịu dễ không? Khó. Nhưng người không biết chữ, khó. Đa phần rất là khó. Nhưng người niệm Phật, một câu Phật hiệu này niệm thì được không? Ai cũng niệm được hết. Nên nói rằng là pháp tu tam căn phổ độ phàm thánh tề thâu. Chỉ cần chịu tu tịnh độ, chịu tu cả đời, lòng tin trong sạch, không có một chút nghi ngờ, thì vạn người tu, vạn người giảng sanh. Đây là tổ sư Thiện Đạo, là nhị tổ của Tịnh Độ Tông, là Phật A Di Đà Quá Thăng ngày dạy đó. Chỉ cần tín nguyện niệm Phật thì vạn người tu, vạn người giảng sanh. Nên những đức thường khuyên đại chúng trong chùa, những đức nói rằng từ khi gặp tịnh độ, tin tịnh độ, niệm đầu tiên là A Di Đà Phật, niệm cuối đời là A Di Đà Phật. Từ khi gặp tịnh độ và đến cuối cuộc đời cũng là tu tịnh độ. Chỗ này Đại Lão Hòa Thượng Thích Minh Thông ngài nói rằng ngài nghe giảng thuyết về nhất tâm bất loạn trong bổn nguyện niệm Phật của Thiện Đạo Đại Sư, ngài nói rằng mình có phần. Nhất tâm là từ khi gặp tịnh độ, cả đời tu tịnh độ không bao giờ thay đổi, đó là nhất tâm. Dù nghe ai nói phương pháp gì đặc biệt cũng không dao động tâm, đó là không loạn. Nhất tâm không loạn là một câu Phật hiệu, niệm cả đời không bao giờ thay đổi phương pháp, là nhất tâm không loạn. Nên mỗi một người chúng ta tu tịnh độ phải được sự gây dựng sâu sắc như vậy, gây dựng cả đời. Quý vị phải nhớ gây dựng cả đời. Nên tất cả huynh đệ của những đức, mấy ông chia sẻ tịnh độ, dù là vài người nghe đi chăng nữa, mấy ông cứ gầy dựng hoài đi. Cái quan trọng là bản thân của mình có thể niệm Phật cả đời. Những đức nói cái người chia sẻ tịnh độ, cái người này phải dụng công phu. Dụng công phu niệm Phật đi thì tự nhiên chia sẻ tịnh độ có hương vị liền. Còn không chịu niệm Phật thì chia sẻ tịnh độ không có hương vị. Nhớ, muốn chia sẻ pháp môn tịnh độ cả đời không chán là phải siêng năng niệm Phật, có thời khóa tu rõ ràng thì chia sẻ pháp môn tịnh độ không bao giờ mà chán. Tại vì mỗi thờ tu chúng ta đều sanh cái pháp vị, lấy cái pháp vị đó để chia sẻ tịnh độ. Nên mỗi lần chia sẻ là mỗi lần khác. Phải nhớ, mỗi lần chia sẻ là mỗi lần khác. Nên chư tổ sư nói rằng các hạnh vãng sanh niệm Phật đệ nhất. Nên người ta có thể dùng phương pháp này, phương pháp kia, phương pháp nọ, người ta tu hồi hướng cực lạc, cầu sanh cực lạc, thì các hạnh đó đều rất khó. Chỉ có niệm Phật vãng sanh là đặc biệt nhất. Thí dụ như bây giờ quý vị tụng kinh, quý vị trì chú, quý vị niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, quý vị làm thiện, quý vị xây chùa, tạo tượng đúc chuông, quý vị làm tất cả việc tốt trong cuộc đời này, hồi hướng cầu sanh cực lạc, thì cuối cùng quý vị cũng phải niệm A với Đạo Phật cầu sanh cực lạc. Nhớ nghe, quý vị cũng phải niệm A với Đạo Phật cầu sanh cực lạc. Còn nếu như quý vị gầy dựng tín nguyện niệm Phật thì đúng là nương vào bổ nguyện Di Đà, thì một câu Phật hiệu này quý vị chân thật niệm, niệm một câu Phật hiệu này quý vị đủ duyên, quý vị làm tất cả những việc thiện, việc tốt trong cuộc đời này thì cứ chân thật mà làm. Còn niệm A Di Đà Phật nương vào bổ nguyện để cầu sanh cực lạc thì vô cùng phù hợp với lời dạy của Đức Thích Ca Mâu Ni và lời nguyện của Đức Phật A Di Đà. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni chỉ chúng ta niệm A Di Đà Phật cầu sanh cực lạc. Đức Phật A Di Đà phát nguyện là niệm danh hiệu ta, ta cứu. Đã chỉ điểm rõ ràng, niệm danh hiệu ta, ta cứu. Vậy thì bây giờ mình muốn về cực lạc thì mình niệm A Di Đà Phật đi. Bởi vì coi cái câu này những đức nhắc hoài, cuối cuộc đời quý vị là niệm cái gì? Cuối cuộc đời quý vị hộ niệm là hộ niệm cái gì? Bây giờ ngôi chùa này tu tùm lum tùm la đi chăng nữa mà cuối cùng đẩy vô vòng hộ niệm là niệm cái gì quý vị?
Cái vị trì chú cho người gần chết được không? Người tu tịnh độ thì có ai mà người tu tịnh độ mà đi trì chú cho cái người gần chết không? Hay là tụng kinh cho cái người gần chết? Người tu tịnh độ mà làm như vậy thì người này chưa hiểu. Người tu tịnh độ gầy dựng tín nguyện chỉ có một câu Phật hiệu, cuối cuộc đời chỉ có một câu Phật hiệu mà đưa tiễn người ta đi thôi là đúng. Còn nếu làm rền rà rất nhiều thứ khi người ta đang chuẩn bị ra đi là quý vị hoàn toàn không hiểu về tịnh độ. Đúng không? Không hiểu về tịnh độ. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không còn tại thế hay là chư tổ sư nêu lên rằng một câu Phật hiệu này cứ chăn thật giúp người ta từ khi còn sống cho đến khi người ta gần mắt, và cho đến khi người ta mắt, mắt xong rồi cũng tiếp tục 49 ngày cũng có Phật hiệu, đám dỗ cũng là có Phật hiệu. Chỉ cần niệm Phật thì người thân niệm không niệm gì cũng được lợi ích. Họ không niệm nhưng lỗ tai cũng phải nghe. Một câu Phật hiệu đi ngoài đường thì bao nhiêu con người không niệm cũng nghe, cũng trồng được thiện căn đắc độ về sau. Nên những đức nói đeo một chiếc máy niệm Phật này, tu phước tu duyên cực kỳ lớn của mỗi ngày. Chỉ cần các cô, các chú, những người đi chợ đeo chiếc máy niệm Phật này đi một vòng ngoài chợ thôi, duyên phước của quý vị quá lớn. Vì sao? Bao nhiêu con người nghe, gieo cái duyên đắc độ về sau cho họ. Quá đặc biệt, tại sao không làm? Việc đặc biệt như vậy tại sao không làm? Nơi buôn bán, bán hộp é hay là bán rau củ quả, bán cái thứ gì, quý vị cũng đeo cái máy niệm Phật để chỗ đó đi. Thì treo cái máy niệm Phật để ngay chỗ đó đi. Ai cười chê kệ người ta, cứ để cái máy niệm Phật ngay chỗ đó quý vị. Họ biết, họ có cười chê đi chăng nữa thì họ cũng nghe được câu Phật hiệu. Câu Phật hiệu này có những người, người ta niệm giỡn với mình, ai với Đà Phật vậy thôi đi chăng nữa cũng gieo cái duyên đắc độ về sau. Nhưng không biết chừng nào gặp lại. Nhưng mà đã gieo cái chủng tử để thành tựu con đường giải thoát rồi đó quý vị. Nên chúng ta đến thế gian này chân thật gieo cho chúng sanh. Người hữu duyên thì tiến luôn, người được gieo thì cứ chân thật mà gieo. Người nào tiến tới thì chúng ta chân thật hướng dẫn nhiệt tình giúp đỡ cho họ để thành tựu một đời này. Còn người chưa muốn thành tựu một đời này thì cứ gieo cho họ. Cả người thân mình cũng vậy. Nên nói chuyện với ai, nói chuyện xong chào họ bằng cách A Di Đà Phật. Họ không hiểu cái gì, không hiểu cũng gieo cái duyên đắc độ về sau. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không còn tại thế, ngài có một đoạn giảng, ngài nói rằng đi vô trong quán cơm chay, khi những bàn ngồi xung quanh mình, mình ngồi nói chuyện, mình nói niệm Phật, mình niệm Phật qua lại vài câu cho những người ngồi kế bên bàn ăn cơm nghe được kết duyên. Khi tặng chuỗi thì đưa cao cao lên để cho người ta thấy được mình tặng chuỗi, thì người ta nói những người này niệm Phật. Vừa nghĩ vậy thôi thì chúng tử Phật vào tâm họ liền, gieo cái duyên đắc độ về sau liền. Giống như câu chuyện mà những đứa có thường kể vậy đó. Một người này đi đốn củi, gặp một con cọp nó dược, leo lên cây sợ quá niệm câu mô Phật. Chỉ có một câu mô Phật thôi, vậy mà trải qua vô lượng kiếp, ông lại sanh cùng thời với Đức Thích Ca Mâu Ni. Thì ông đến để mà xin được xuất gia, gặp đệ tử của Đức Phật là Bậc A-La-Hán. Nhìn trước 500 kiếp, sau 500 kiếp, nhìn thấy ông không có duyên với Phật Pháp. Trong lúc đó Đức Phật đi khất thực về, nói ông có duyên với Phật Pháp. Thì kể câu chuyện ông chỉ niệm câu mô Phật, có duyên với Phật, thế độ cho ông, ông tu hành chứng quả. Thì coi, chỉ có một câu mô Phật, vậy mà trải vô lượng kiếp chủng tử đó vẫn khơi dậy để giúp cho ông thành tựu. Nên cái việc mà gieo duyên cho người nghe có Phật hiệu là việc cực kỳ quan trọng. Chỉ cần quý vị có một cái tâm này là thật sự cái tâm tu phước tu duyên cực kỳ lớn. Thì để ý một cái tiệm, một cái quán nào đi,
biết Phật pháp hay một cái căn tin nào. Quý vị chỉ cần để máy niệm Phật xuyên suốt. Thời gian buổi trưa ăn cơm cao điểm bắt máy nghe pháp. Bắt pháp. Những đoạn pháp mà cô động dễ nghe nhất bắt lên cho họ nghe. Xác thực nhất, cho dễ hiểu nhất cho họ nghe. Thời buổi trưa, thời buổi chiều, thời cao điểm ăn cơm bắt cho họ nghe. Rồi những thời kia đều là bắt máy niệm Phật nhẹ. Đầu tư một dàn lo nhí dễ nghe, bắt vừa vừa, âm thanh dịu. Quý vị biết rằng có những người dù không tu đi chăng nữa, bước vào cái nơi buôn bán quý vị, cái căng tin quý vị, tự nhiên họ cảm giác có một cái gì đó an lạc và thanh bình lắm, bình an lắm. Có Phật hiệu mà, ở nơi nào có Phật hiệu niệm là Phật quang phổ chiếu. Quý vị nghe như vậy hợp như Đức kể câu chuyện. Mà bà cụ cho đứa cháu cái máy niệm Phật đeo cổ. Đứa cháu nó không niệm mà nó bật cái điệu niệm những đức lên. Vậy mà cháu này nó nghe có hai người nói là người phước mặt phước mày, quý vị, nói rằng xô đứa đó đi. Thì có thêm một người nói rằng không, đừng có xô nó. Con nhỏ này nó niệm Phật đó, mày xô nó tội chết, không có xô nó nghe. Đứa bé này nó nghe nó hết hồn, rung mình rợn óc đó. Về nói cho bà nghe. Bà nói con thấy chưa, bà tặng cho con máy niệm Phật, con bật cái điệu của thầy niệm, con phải niệm theo thì càng lợi ích. Nếu như con không đeo máy niệm Phật là con bị xô té. Nên quý vị thấy rằng đeo chiếc máy niệm Phật, đeo cổ mà bật điệu niệm Phật lên lợi ích lớn, cực kỳ lớn. Lợi ích này quá lớn. Như bữa Chủ nhật có một vị thầy đến dẫn thêm 80 người đến đây cộng tu. Vị thầy gặp những đức nói rằng phương pháp niệm Phật lễ Phật, thầy có thể nói sơ nhẹ cho tôi nắm rõ được chút. Những đức nói dễ lắm thầy. Những đức có lễ Phật, có quay phim để lên cái trang chân thành niệm Phật vô lượng thọ. Thầy cứ bấm vào cái trang đó, lễ 4 chữ cũng có, lễ 6 chữ cũng có, A Mi Đà Phật cũng có, Nam Mô A Di Đà Phật cũng có, Nam Mô A Mi Đà Phật cũng có hết trơn nằm trong đó. Thầy bấm vào thì nhìn phương pháp lễ, thầy cứ niệm theo thầy lấy. Những đức là thầy, thầy niệm. Còn đại chúng thì lấy đại chúng của thầy niệm. Thì thầy nó nhờ thầy có thể bỏ chút thời gian để mà hướng dẫn, rồi tu niệm nhờ quý thầy để thu âm giùm được không? Thì những đức nói à được chứ, thầy cứ về thầy xem cho kỹ đi, rồi tán thán Phật sao thầy nắm rõ hết đi, rồi qua dưới Quan Âm ngày 25 thầy đến đây sáng sớm. Thì những đức thu âm giùm cho thầy, rồi làm một cái phương pháp tu cho thầy, đem về chùa thầy để hướng dẫn cho Phật tử tu. Quý vị phải nhớ rằng mình đã thấy được một phương pháp tu đặc biệt. Thì mình phải chân thật mình áp dụng thì nó mới thành công. Còn dễ dở ương cứ 5 năm là khó thành công lắm. Khó thành công lắm quý vị. Có nhiều người họ thất bại ngay cái chỗ này nè quý vị. Cứ chấp phương pháp của mình, mà phương pháp của mình thì nó không phát triển, không thành công được. Phương pháp không phải là của mình hay của ai, mà niệm Phật là phương pháp của Phật chỉ, từng đời chư tổ sư chỉ. Chỉ cần phương pháp nào phù hợp cho người ta tiện tu, người ta chấp nhận thì mình cứ dùng. Chứ đừng có nghĩ phương pháp này là của ai hết. Cũng như những đức đã nói bao nhiêu lần, chưa bao giờ những đức nói rằng phương pháp này của tôi sáng tạo ra. Không phải nha quý vị. Những đức cũng là người đi đến chùa học được phương pháp này và lấy nguyên cái phương pháp này để áp dụng hướng dẫn quý vị đó. Những đức không có một cái gì cả, chỉ cần người ta được lợi ích thôi thì đem phương pháp này truyền bá ra cho người ta lợi ích. Quý vị coi một người
đi tu có hiểu biết gì đâu như những đức, mà còn phát triển được đạo tràng và người đến tu ào ào như vậy là ngay chỗ nào? Chỉ vì ẩn dễ, có phương pháp tu dễ. Nên mình đi học tập phải hạ cái ngã xuống. Hạ cái ngã xuống. Ấn Tổ ngày nói một phần cung kính là được một phần lợi ích, 10 phần cung kính là được 10 phần lợi ích. Sự học tập là từ ngay tâm cung kính mà được lợi ích. Thiếu tâm cung kính thì lợi ích của mình rất là ít. Phải nhớ phương pháp của mình nó đã không thành công, mình thấy phương pháp nào thành công mình phải tin dùng chân thật, tâm cung kính biết ơn. Không hiểu thì cứ hỏi, người ta chỉ dẫn, người ta giúp đỡ hết mình cho. Đừng bao giờ có cái ngã đặt vào khó làm lắm, khó học lắm. Đừng có nghĩ rằng bây giờ mình cái gì mình cũng thua người ta. Đừng có nghĩ cái gì. Thiệt thòi là phúc, chấp nhận thua người ta mới khôn, dạy mình nhiệt tình. Người đi học tập là phải hoàn toàn mình không biết thì người ta nhiệt tình, người ta dạy mình. Còn mình đi học rồi mà mình còn nói nhiều thứ mình biết cái này kia, biết cái nọ, thì thôi cho mình dè luôn đi. Cả đời mình cũng không học được cái gì. Đó là đem cái ngã đi học tập nó thua. Dù mình có hiểu cỡ nào đi chăng nữa, gói gọn để qua bên đi. Khi đi học người ta là hoàn toàn đừng có biết cái gì, chăng thật lắng nghe thì người ta sẽ nhiệt tình dạy mình. Nên nói rằng 10 phần cung kính thì được 10 phần lợi ích. Còn mình còn nghĩ này nghĩ kia nghĩ cái nọ nên mình không được lợi ích. Phải nhớ. Nên những đức nêu lên những công đoạn này để cho tất cả những người hữu duyên, quý vị thấy phương pháp này tu hợp lý, nhiều Phật tử chấp nhận, quý vị cứ để ý sơ qua là làm được rồi. Không thu âm được đến đây, những đức thu âm giùm cho. Thu âm xong rồi còn làm dùm nguyên một cái phương pháp cho quý vị luôn. Nhưng phải ở nhà coi theo cái thời khóa đó, đó. Niệm theo cho quen đi. Rồi đi đến đây gặp những đức nói chuyện, những đức thu âm giùm cho. Hàng cư sĩ cũng được nữa, tùy quý vị. Còn nếu quý vị thấy cái điệu niệm Phật lễ Phật của những đức là được quá rồi, thôi miễn lợi ích cho chúng sanh thì thôi, lấy nguyên văn này luôn để hướng dẫn ta tu thì quá đặc biệt, khỏi cực. Còn nếu như vị thích thu âm thì cứ đi đây nhờ đức thu giùm cho. Hoặc là những vị chủ trì thì cái tiếng của mình ảnh hưởng ở trong chùa mình, thì vị cứ lấy phương pháp tu này thu âm lại, dùng nguyên cái tiếng của mình để mỗi ngày bật cho đại chúng trong chùa tu. Dù mình đi đâu thì ở trong chùa vẫn nghe cái tiếng của mình. Hoặc là mình niệm dài điệu niệm Phật như đức thu âm giùm cho, làm giùm cho quý vị luôn. Rồi quý vị về chép ra vài thẻ để xung quanh chùa của mình, để trong chánh điện một điệu, để xung quanh chùa, người ta bước vào chùa cái là người ta nghe niệm Phật liền. Cái việc này những đức đã làm có kết quả, vị thấy rõ ràng luôn. Bây giờ vị đi vô đây, vị đi thấy chỗ nào cũng nghe niệm Phật, phòng nào cũng có niệm Phật. Qua đại tùng lâm vị coi đi chỗ nào cũng nghe niệm Phật, tự nhiên từ trường thay đổi luôn. Chư hương linh, thai nhi, những người chết quan chết đức chưa siêu, điệu niệm Phật mà vang 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 như vậy, người ta nghe người ta cũng an tâm, người ta nghe người ta cũng được như là Phật quang phổ chiếu, làm cho người ta tâm trạng nhẹ nhàng, nương vào bổ nguyện niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Âm siêu thì dương lợi quý vị. Còn chùa mà lạnh tanh như chùa Bà Đanh mà vô mà lạnh ngắt nữa thì thôi, sợ ma chết được. Nên bây giờ có ai đến chùa đâu. Nếu như chăng thật bắt niệm Phật xung quanh chùa là duyên chùa dày, người ta đến liền. Duyên là từ ngay câu Phật hiệu, nơi nào có niệm Phật là nơi đó ào ào đến, 100% phải tin. Còn chùa chiền nào mình đang xây dựng, cắt một cái nhà che một bên, mỗi ngày rủ Phật tử đến niệm Phật một thời gian thôi, chùa chiền người ta cúng dường cái vị xây thoải mái luôn. Tin 100% đi, sẽ có kết quả cực kỳ lớn luôn. Nên chiếc máy nghe Pháp V52 này nè, chiếc máy này quý vị mỗi lần đi đến đây là hỏi coi có không, thỉnh vài chiếc về tặng cho dòng họ mình. Nói cho tuy đơn giản vậy đó, nhưng mà giúp chúng sanh cực kỳ lớn. Có khi người ta khổ đau te tua mà chỉ có nghe chiếc máy này mà niệm Phật mà quá giải khổ. Nghe Pháp quá giải tâm, quá giải khổ, cực kỳ quan trọng. Nên người thân dòng họ mình đi đến chùa, chỉ dẫn họ đặt vài chiếc máy nghe Pháp đem về tặng cho dòng họ. Có khi họ cũng dường 2-3 triệu gì, vô đặt máy nghe Pháp đi, cầm về để mà tặng cho dòng họ mình á, còn đặc biệt hơn. Nên người thường trụ nghe, nhớ nghe. Vì mình biết tịnh độ cứu cuộc đời mình cũng muốn đem tịnh độ giới thiệu cho dòng họ của mình. Nhưng mình ở trong chùa tu không, cứ đem chiếc máy này tặng cho họ đi.
nhân duyên tự nhiên họ đến đây là duyên dày dữ lắm quý vị, đặc biệt lắm. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả người trong chùa hàng Phật tử khắp nơi đó nghe được tịnh độ, gầy dựng tín nguyện kiên cố, cả đời niệm Phật không thay đổi, khi cuối cuộc đời chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.